tập cái bài đó gửi qua cho chị qua Google Drive ha. Thì cái bài tập này mình sau đó chị sẽ chọn một buổi để chị sửa cho tụi em. Thứ nhất là để tụi em nắm bài, rồi tụi em mai mốt tụi em đi lâm sàng nó dễ hơn, tại vì sợ là cái thời gian đi lâm sàng của mình nó sẽ hơi bị xa. Và cái nữa là cái gì, cái bài tập đó thì chị sẽ chấm trong trường hợp nào mà mai mốt đi thi vấn đáp hoặc thi lâm sàng mà mấy bạn làm không tốt thì chị sẽ lôi cái bài tập đó là chị chấm. Nếu như cái bài tập đó ổn thì chị có thể cân nhắc chị bớt cho mấy bạn. Nó giống như là một cái phương án để cứu rỗi cho mình ha, trong trường hợp mình làm chưa tốt trong cái đợt này. Rồi, dạ, tụi em có nghe chị nói không? Sao vậy, thấy màn hình bị đơ hết vậy ta? Chị đã được rồi đúng không? Giờ bắt đầu vô bài giảng được chưa? Tụi em nghe chị nói rõ không? Sao chị thấy hình ảnh truyền qua của tụi em bị đớ rồi ta? Dạ nghe rõ à. Nhìn thấy được cái màn hình của chị chưa? Tại vì chị sẽ chia sẻ cái màn hình của chị để chị dạy cho tụi em á. Thấy được cái màn hình điện thoại chị rồi đúng không? Dạ thấy chị. Thấy chưa? Các bạn nào đang trong cái tình cảnh như vậy không? Là nằm ngủ một bên để màn hình lại nãy giờ thấy nhiều nhiều hình ảnh bất động quá, không biết có đứa nào bị hôn mê vậy không. Rồi nói đùa thôi, bây giờ mình bắt đầu vô bài ha, các bạn vẫn nghe được rõ đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng là hy vọng là mới cho cõi này thì không có mannequin nào đang ngồi nhìn màn hình ha. Rồi bây giờ mình sẽ để hiểu về cái diễn thuốc á, thì đầu tiên hết chị sẽ cho tụi em một cái mà tụi em nghe nó khá phổ biến hơn. Nhiều khi cái có thể có những bạn đã nghe người nhà hoặc là chính bản thân mình đã có cái bị một cái tình trạng dị ứng rồi, nhưng mà thường họ sẽ bị dị ứng nhẹ hơn ở mức là dị ứng thức ăn hoặc là dị ứng theo mùa, dị ứng thời tiết, nó thường gặp hơn. Còn cái dị ứng thuốc á, thì thực ra là sao, khi nào nó nặng quá người ta mới chịu đi khám bác sĩ thì người ta mới biết đó là cái dị ứng thuốc thôi. Còn lại thì người ta thường nghĩ là do này do cái kia. Thậm chí có nhiều bệnh nhân em hỏi hoài luôn, bệnh nhân cũng không nghĩ là do, người ta không nghĩ, người ta nói là tôi uống cái thuốc đó cả quân rồi. Họ không nghĩ là do cái thuốc, chứ không phải là họ muốn, nhiều khi không phải là do họ muốn đánh đố bác sĩ đâu, họ muốn ra cho bác mình một bài toán khó đâu, mà do bản thân họ, họ không suy nghĩ cái chuyện đó có liên quan. Cho nên bây giờ chị sẽ mở một cái bài về một cái bài tương đối là ngắn gọn về cái dưỡng theo mùa để mình theo dõi, và sau đó mình sẽ tập trung vô cái bài chính của chủ đề chính hôm nay để mình thấy là hai cái này nó có giống gì, nó khác gì nhau không. Và ở bài này nó hay ở cái điểm là nó cũng nói một phần về cái cơ chế nữa để mình hiểu thêm ha. Cái âm thanh đó mấy bạn có nghe được không? Nếu không nghe được thì nói cho chị biết nha. Nghe được không tụi em? Dạ không. Tụi em nghe được không? Dạ không có nghe được. Không nghe được. Chờ chị tí xíu, chị sửa lại, chị chỉnh cái chế độ loa nữa sao nha. Lúc sau chị bật lên tụi em có nghe được không? Dạ không chị ơi. Cái lần sau cũng không được luôn hả? Vì người ta này mà không nghe được thì tụi em sẽ thấy rất là buồn ngủ. Để chị mở thử một khúc thử coi thử có to được lại không nha. Có nghe được không tụi em? Tụi em có nghe được không? Dạ không chị ơi. Rồi, rồi đây để chị tìm cách chị mở bằng cái loa khác ra qua cho tụi em ha.
Chờ chị tí xíu nha, chụp chặt về mặt kỹ thuật này. Rồi. Tụi em vẫn xem được cái màn hình của chị đúng không? Giờ chị sẽ phát bằng cái loa to hơn cho tụi em ha. Nghe được rồi đúng không? Dạ. Yeah. But if you get allergies, this explosion of new life probably inspires more dread than joy. Step outside, and within minutes, you're sneezing and congested. Your nose is running, your eyes are swollen and watery, your throat is itchy. For you and millions of others, it's seasonal allergy time. So what's behind this onslaught of mucus? The answer lies within you. It's your immune system. Seasonal allergies, also called hay fever or allergic rhinitis, are a hypersensitive immune response to something that's not actually harmful. Pollen from trees and grass and mold spores from tiny fungi find their way into your mucous membranes, and your body attacks these innocuous travelers the same way it would infectious bacteria. The immune system has a memory. When a foreign substance gets tagged as threatening, white blood cells produce customized antibodies that will recognize the offender the next time around. They then promptly recruit the body's defense team. But sometimes the immune system accidentally discriminates against harmless substances, like pollen. When it walks in again, antibodies on the surface of white blood cells recognize it and latch on. This triggers the cell to release inflammatory chemicals, like histamine, which stimulate nerve cells and cause blood vessels in the mucous membranes to swell and leak fluid. In other words, itchiness, stinginess, congestion, and a runny nose. Allergies usually, but not always, show up for the first time during childhood. But why do some people get allergies and others don't? Allergies tend to run in families, so genetics may be one culprit. In fact, errors in the gene that helps regulate the immune system are associated with higher rates of allergies. The environment you grow up in matters too. Being exposed to an allergen as a baby makes you less likely to actually develop an allergy to it. People who grow up on farms, in big families, and in the developing world also tend to have fewer allergies. Although there are plenty of exceptions, partly thanks to genetics. One theory is that as children, they encounter more of the microbes and parasites that co-evolved with traditional hunter-gatherer societies. Called the hygiene hypothesis, the idea is that when the immune system isn't exposed to the familiar packs of microbes, it'll keep itself busy mounting defenses against harmless substances, like pollen. Another theory is that an immune system toughened up by a barrage of pathogens is less likely to overreact to allergens. Pollen is a common offender just because we encounter so much of it. But there's a long list of substances, dust, animal dander, insect venom, medications, certain foods, that can send your immune system into overdrive. Some of these reactions can be scary. An allergy can develop into full-blown anaphylaxis, which typically brings on severe swelling, shortness of breath, and very low blood pressure. It can be deadly. The body can even have an allergic reaction to itself,
causing autoimmune disorders like multiple sclerosis, lupus, and type 1 diabetes. But even non-life-threatening allergy symptoms can make you concerned. So what can you do about it? Medications can help reduce the symptoms. The most common ones are histamines or vitamin to your cells. These antihistamines stop the inflammation response. Steroids can help dial down the immune system. Another more permanent option is immunotherapy. Delivered controlled exposure to gradually increasing amounts of an allergen can teach the immune system that it isn't dangerous after all. And if you're really adventurous, there's a less traditional option, intestinal parasites. When hookworms sink their teeth into the intestinal wall, they secrete chemicals that blunt the immune system. Some studies suggest that hookworms can treat allergies, which may be another reason allergies are more common in industrialized countries, where hookworms are few and far between. Of course, you can always just wait your seasonal allergies out. The spring pollen onslaught dwindles by midsummer, just in time for the next season. Rồi, đó là một cái bài chia sẻ đầu tiên mà chị thấy, chị coi và chị thấy nó khá là hay ha, khá là lôi cuốn. Mục đích là để bớt buồn ngủ một tí xíu rồi mình nắm sơ qua về cái dàn trải vấn đề, rồi mình bắt đầu mình đi và mình học cái nội dung chính của ngày hôm nay. Để mình thấy, rồi sau đó bọn em sẽ tự rút ra được đó là như vậy, cái dị ứng thời tiết như nãy mình vừa mới coi á, nó khác gì và nó giống gì với cái dị ứng thuốc hay không ha. Thật ra cái bài này chị chọn nó bởi vì nó đã nói lên một phần cái bản chất của cái hệ miễn dịch của mình đó. Nó làm ngắn gọn nhưng mà cũng tương đối đầy đủ á. Tụi em có coi cái lúc mà những cái tế bào miễn dịch nó ghi lại trí nhớ được không? Thật ra đó là hồi lâu mình học về miễn dịch học rồi ha, thì nó sẽ có hai loại miễn dịch đúng không? Hai loại miễn dịch, tức là miễn dịch tự nhiên đi vào là cái hàng rào của mình nó sẽ đáp ứng liền, và một cái miễn dịch mà nó trí nhớ đó, những cái vào cái miễn dịch mà tạo trí nhớ đó thì nó sẽ lâu dài hơn. Nhưng mà bất cứ một cái sự rối loạn nào trong cái quá trình đáp ứng miễn dịch này thì nó cũng đều gây ra bệnh hết. Có thể là những cái biểu hiện của cái dị ứng theo mùa đó, hoặc là những cái trúng độc da do thuốc này, hoặc là những cái bệnh miễn dịch khác mà mình sẽ tìm hiểu trong cái buổi hôm nay, trong những buổi tiếp theo, như là những cái bệnh lupus rồi, hoặc là những cái bệnh bóng nước. Bản chất của nó đều là do cái sự rối loạn của hệ miễn dịch. Cho nên nói về chuyện nãy có một bạn đặt cho chị câu hỏi là bọn em học lâm sàng, bọn em học hướng xử trí thôi, bọn em có cần phải học thêm cái cơ chế không? Thật ra có cần cơ chế không? Cần với tụi em, để tụi em hiểu được cái bản chất của nó, và từ cái cơ chế đó tụi em suy luận ra cái điều trị nó sẽ dễ dàng hơn cho mình rất là nhiều ha. Như cái bài hồi nãy mình thấy, cái điều trị quan trọng nhất của cái dị ứng đó là cái gì? Đợi mùa xuân qua đi đúng không? Tức là đợi cái tác nhân của nó giảm đi là cái đơn giản nhất và hiệu quả nhất luôn. Còn lại có những cách khác, những cách dùng thuốc, hoặc là có những cái phương pháp mà hơi mới và chưa có được áp dụng đâu, mấy cái dung móc rồi chưa có được áp dụng đâu, thì mình sẽ thấy là cứ áp dụng từ cái đơn giản nhất thôi, tức là sao, mình cắt cái nguyên nhân đó thôi. Cho nên đối với dưỡng theo mùa thì có thể người ta sẽ có phải người ta phải suy nghĩ về nó nhiều ở cái chuyện là gì, em biết không? Không thể nào cắt hoàn toàn cái dưỡng nguyên đó được hết. Còn đối với cái trúng độc da do thuốc này, nó lại có cái ưu thế đó là mình, quan trọng là mình biết những cái nhóm thuốc nào nó có nguy cơ gây dị ứng cao cho bệnh nhân, thì sao, mình sẽ dặn dò bệnh nhân để lần sau họ bỏ hoàn toàn cái thứ thuốc đó, họ không dùng nữa, không tiếp xúc lại, để tránh những trường hợp tiếp xúc lần sau nó có trí nhớ miễn dịch nó còn nặng hơn lần đầu. Thì cái điều trị quan trọng và trước tiên hết để nhớ về cái điều trị trúng độc da do thuốc là gì, các nguyên nhân đó, đó là cái cơ bản nhất. Đối với cái thời tiết, cái phấn hoa ở nhất là nước ngoài tụi em, mùa xuân là hoa nó nở rộ luôn, không thể nào mà gọi là loại bỏ được hết cái nguyên nhân gây dị ứng. Nhưng mà đối với cái nguyên nhân do thuốc thì mình có thể làm điều đó được. Và một người bác sĩ mà có tâm hơn á, tức là quan tâm tới bệnh nhân nhiều hơn thì sao? Sau khi em khám lần này, em xác định được cái loại thuốc mà người ta bị dị ứng thì em sẽ ghi cái tên đó ra và em dặn người ta là kẹp trong cái sổ tay, hoặc kẹp trong cái bóp ví, hoặc là nhận thậm chí những người nước ngoài em mà họ bị dị ứng nặng đó, là họ sẽ xăm cái tên thuốc đó luôn, để sao, để lần sau vô cấp cứu hay gì bác sĩ biết là cái trường hợp đó là bị dị ứng rất là nặng với cái thuốc đó, để không bao giờ mình sử dụng lại cái thuốc đó cho bệnh nhân nữa. Cái cách đó là cái cách rất là tốt cho bệnh nhân, bởi vì hạn chế cái chuyện họ lặp lại và một cái tình trạng nặng nề hơn. Và thứ hai nữa là gì, nó cũng giúp cho đồng nghiệp của mình sau này nữa, một lần mình kệ lỡ kê chúng cái thuốc người ta bị dị ứng đúng không, là mình bắt đầu nghe trời bác sĩ cho cái thuốc gì kỳ cục quá,
mình nghe bệnh nhân phàn nàn đúng không? Thì cái cách của mình khi mà mình lưu lại cái tên thuốc đó, nó sẽ giúp cho cái người đồng nghiệp của mình sau này họ tiếp nhận cái ca bệnh đó, họ điều trị thì họ sẽ thuận tiện hơn. Để sao họ không cho cái thuốc đó nữa thì nó tránh những cái, hoặc là cái nhóm mà có thể nhóm cùng nhóm nha, nó vẫn có khả năng gây dị ứng, cho nên mình sẽ rút kinh nghiệm được và nó tốt hơn cho cái điều trị cho bệnh nhân ha. Thì thật ra cái bản chất của cái bài chúng độc gia do thuốc này nè là cái bài mà không thể bỏ được, nhưng mà khi thi hoặc là khi rồi thì chị rất là ít hỏi. Tại sao? Thứ nhất là nó tương đối khó, thứ hai là cái gì, thứ hai là thật ra nó không phải là một cái bệnh mà là gần như nó là một cái bài tổng quan về cái chuyện đó là chứng độc gia do thuốc nó có thể có những biểu hiện nào, vì những cái biểu hiện của chứng độc gia do thuốc rất là phong phú. Hồi nãy mình coi về cái chuyện đó là dị ứng theo mùa, tụi em sẽ thấy biểu hiện của bệnh nhân là gì, sùng huyết mũi đúng không, sổ mũi, nghẹt mũi, xong bắt đầu cái gì, ho, hắt hơi, có thể nổi mẩn da nữa. Nhưng mà đối với cái chứng độc gia do thuốc thì cái biểu hiện của nó mình sẽ đi vào sâu chi tiết hơn. Cái bài test này nó là một cái bài tổng quan chung thôi, để cho mọi người quan tâm về vấn đề đó có thể tìm hiểu được. Nhưng mình học ở cái mức độ bác sĩ thì mình sẽ học tìm hiểu kỹ hơn về nó ha. Thì mình sẽ hiểu về, nãy nó có nói về cái cơ chế đó, tức bất cứ một cái rối loạn nào của cái việc nhận diện cái kháng nguyên đó là một cái vật lành tính, nhưng nó nhận ra cái đó là một cái vật lạ xâm nhập vào cơ thể thì nó tấn công, thì nó đều gây ra cái phản ứng miễn dịch đó. Tuy nhiên đối với phản ứng do thuốc thì mình sẽ chia ra nó phức tạp hơn, bởi vì nó tùy theo cái cơ chế mà cái biểu hiện lâm sàng của nó sẽ khác nhau ha. Rồi thì các loại phản ứng quá mẫn do thuốc thì mình biết, hồi giờ mình biết phản ứng quá mẫn rồi đúng không? Nếu chưa biết là hôm nay rảnh nè, ngồi dở lại cái sách miễn dịch học để mình đọc lại ha. Sinh lý miễn dịch học để mình coi lại thì nó sẽ có 4 loại ha. Tiếp 1 á thì đó là cái phản ứng phụ thuộc globulin miễn dịch ơ. Đối với cái trường hợp mà biểu hiện của cái này thì thường nhất là mình sẽ thấy những cái giống như hồi cái tình trạng hồi nãy mô tả đó, tức là cái có cái sự phóng thích ồ ạt histamine đó, thì mình sẽ thấy cái biểu hiện thường nhất là mày đay, phù mặt, nặng hơn nữa thì nó có thể đi vô sốc luôn, gọi là sốc phản vệ. Tiếp 2 tức là cái phản ứng gây độc tế bào thì nó sẽ có cái dạng đó là pemphigus do thuốc nè, chấm xuất huyết thứ phát, xong giảm tiểu cầu do thuốc ha, thì đó là cái phản ứng mà nó làm độc tế bào. Thì tìm hiểu kỹ lại mỗi cái phản ứng miễn dịch này, nó mình đã học rồi á, tụi em về lật sách coi lại nếu mà tụi em còn thấy nó hơi phân vân. Cái tiếp 3 đó là hình thành phức hợp miễn dịch, thì thường cái biểu hiện ở trên lâm sàng viêm mặt. Viêm mặt này nè tụi em, thì trên chị không có nói nhiều quá, tại vì nó là một cái vấn đề mà nếu mà khám lâm sàng là mình phải đánh giá khó hơn nữa. Tức là viêm mặt là biểu hiện ở trên lâm sàng, thường đó là nó sẽ có những cái chấm xuất huyết, những cái mảng xuất huyết ha, và mình sẽ đánh giá cái tình trạng đó để mình kết luận được cái viêm mặt. Tiếp 4 đó là những cái phản ứng quá mẫn muộn ha, thì nó thường đó là biểu hiện đó là phát ban sắc tố cố định tái phát, phát ban mụn mủ cấp tính, hồng ban đa dạng, hoặc là cái hội chứng Stevens-Johnson ha, hoặc là hội chứng TEN. Chút nữa bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái này, là một cái mục tổng quan thôi, để mình sau đó mình sẽ đi vào chi tiết từng cái biểu hiện ha. Tại vì bây giờ mình sẽ vô cái mục chính của cái bài của một sinh viên Y5 này, tức là nó sẽ đi sâu nhiều hơn về cái vấn đề về làm biểu hiện lâm sàng của cái tình trạng dị ứng thuốc. Đây, và đây là cái bảng cũng khá hay, tức là cái bảng này nó sẽ phân ra cho tụi em các cái loại thuốc để tụi em nghi ngờ. Nếu mà nhóm 1 ha thì thường là những cái thuốc như penicillin và kháng sinh thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là mày đay, phù mạch ha. Năm trên tụi em Y5 á, tức là trên tụi em năm ngoái chứ, có một cô bé bị cái này rất là nặng luôn, mày đay, và thậm chí kể với chị là có những cái đợt mà bị phù mạch luôn, tức là sưng phù khó thở. Thì đối với trường hợp những cái bạn này, chị sẽ dặn bạn đó là luôn luôn mua cái bộ chống sốc, đặc biệt là cái adrenaline đi theo người. Để chi? Không phải chỉ có thuốc không, mà nhiều khi thức ăn hoặc là những cái gì đó bạn nó tiếp xúc mà bị xuất hiện cái triệu chứng đó là phải xử lý liền. Ở nước ngoài nó còn có cả cái dạng cái thuốc adrenaline tiêm á, mà nó để trong cái bút luôn, để sao? Để bệnh nhân mà bị đột ngột cái là xử trí liền. Thì chứ còn lọ mọ lúc nó bẻ thuốc, rút thuốc nữa thì không kịp ha. Đó là cái tình trạng cái bạn đó năm trên tụi em năm đó, năm ngoái đi lâm sàng là có gặp, là có nghe bé đó nó kể đó ha. Thì cái tại vì cái phản ứng mày đây thì nó nhẹ hơn, mày đây thì nó thường chị sẽ con cho con mấy cái hình thì nó chỉ ngứa ngáy khó chịu thôi, nhưng mà cái phù mạch và cái sốc phản vệ thì nó có thể gây tử vong đó. Cái tiếp 2 thì thường cũng có thể là thường gây độc đó, thì thường là có thể là penicillin, hoặc là cũng là thường nó là em thấy kháng sinh rất là hay gặp ha, hoặc là isoniazid thì thường là nó xuất hiện cái chấm xuất huyết ha, hoặc là những cái dạng pemphigus như thuốc. Cái tiếp 3
thì đa dạng hơn ha. Rồi coi qua cái này để mình biết những cái nhóm thuốc là thường gặp và có cái tiếp 4, có cái dòng cuối cùng á tụi em, đó là một cái rất thường gặp luôn, mà allopurinol, tức là cái thuốc điều trị gì biết không, điều trị bệnh gút đó ha. Thì mình hay thấy cái bệnh nhân sau đó điều trị bệnh gút xong thì vào nói với mình là tôi bắt đầu tôi bị nổi dưỡng lần này nọ, để em biết gì không, em loại, em phải xác định được cái tác nhân và em loại trừ nó thì em điều trị nó mới hiệu quả được. Chứ có thể bệnh nhân uống nguyên bọc thuốc luôn, mình bắt đầu mình phải suy luận mình coi thử thứ nào là có khả năng, chứ không thể là mình nói bệnh nhân là thôi ngưng tất cả đi, lỡ trong đó có những cái thuốc mà bệnh nhân cần thiết phải uống mỗi ngày như là thuốc huyết áp rồi thì mình không thể nào kêu bỏ hết được ha. Thì nhờ có cái cơ bản là những cái nhóm thuốc nào nó thường hay gây ra, thì nãy giờ mình thấy là gì, kháng sinh này ha là rất là thường gặp luôn, hoặc là cái gì thuốc khớp đó, allopurinol là một cái thuốc cũng khá thường gặp. Rồi đây là một cái số hình ảnh ha, để mai mốt mình đi lâm sàng mình sẽ nhớ sâu hơn và mình sẽ xem những cái hình ảnh này để mình rút kinh nghiệm trước này. Thì biểu hiện lâm sàng thường nhất của nó sẽ là cái phát ban da ha. Thường là phát ban da này thì nó rất là phổ biến, tức là bệnh nhân sau khi uống thuốc xong khoảng 1-2 tuần thì bắt đầu xuất hiện, và nó chỉ nổi những cái ban là dạng lặp lại về cái sang thương cơ bản nha, để hiểu sao gọi là giác, sao gọi là sẩn. Giác là bằng mặt da, sẩn thì hơi gồ lên, rồi sao gọi là mảng nữa, về đọc lại cái đó thêm. Đi lâm sàng cũng vậy, cái bài đầu tiên hết mà tụi em phải đọc đó là cái bài đó nữa, bài sang thương cơ bản đó, bài mà Y3 thì Minh dạy mình đó ha. Thì cái biểu hiện này là biểu hiện phổ biến nhất nè, thì nó xuất hiện sau 1-2 tuần uống thuốc luôn, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những cái giác, những cái sẩn, và thường là nó khởi đầu là nó thường hay khởi đầu và nó biến mất trước ở cái vùng đầu và vùng chi trên ha. Cái thuốc thì cũng thường là cái nhóm penicillin là nó hay gặp lắm tụi em. Nên penicillin bây giờ dùng rất là chỉ định, dùng rất là hạn chế, chỉ trong những trường hợp mà bị giang mai rồi đó, nó chưa có cái nào thay thế hay hơn. Chứ còn giờ ta ít dùng cái penicillin là lắm, tại vì cái xác suất mà nó bị dưỡng thuốc nhiều lắm, và nó nhiều biểu loại biểu hiện khác nhau luôn. Hoặc là những cái thuốc chống động kinh, barbiturat rồi nó cũng có thể gây ra. Đây là cái dạng phổ biến nhất, tức là sau 1-2 tuần bệnh nhân vô thang với em gì, trời tự nhiên tôi ngứa quá, bắt đầu nổi ban trên mặt, trên tay, chân, trên, xong nó lan khắp toàn thân luôn. Hỏi kỹ lại thì thấy 1-2 tuần trước có uống thuốc ha. Bệnh nhân có thể kèm thêm những cái tiền triệu khác, nhưng mà thường cái này thì nó chỉ có ngứa là nhịp chính thôi. Thì mình sẽ hỏi lại về cái tiền căn dùng thuốc của bệnh nhân, thường là 1-2 tuần trước đó là có dùng cái thuốc gì đó ha. Rồi cái biểu hiện thường gặp thứ hai đó là mày đay phù mạch. Mày đay là gì? Mày đay là hôm sau mình sẽ học cái bài mày đay thêm. Thì mày đay là những cái dạng mà nó sẩn phù trên da và ngứa nữa ha. Và những cái thương tổn của mày đay thì nó có đặc điểm đó là nó chỉ tồn tại trong vòng 24 tiếng thôi tụi em, sau đó không điều trị gì nó cũng lặn, nhưng mà lại nổi cái khác. Thì đó là cái đặc điểm nổi bật của mày đay. Trong những trường hợp nặng thì bệnh nhân sẽ bị phù mạch ha. Đây là cái hình ảnh của phù mạch nè. Thì tụi em sẽ thấy có những cái phim, nếu mà bạn nào nhìn coi phim ha, có những cái phim Mỹ nó làm hay làm những cái cảnh nó uống thuốc, hoặc là thường nhất là gì em biết không, ăn những cái bơ đậu phộng, hoặc là có người thì bị dưỡng với mấy cái hạt hạnh nhân rồi đó, ăn vô một cái xong bị nổi sinh phù lên hết ha, phù mi mắt, phù môi, phù niêm mạc. Thường nhất của cái nhóm này thì nó sẽ có cái tình trạng đó là thường nhất là do cái thuốc ức chế men chuyển em, thuốc gây hạ huyết áp thì thường nó sẽ gây ra, và cái thuốc ức chế men chuyển này nó thường gây ra cái phù mạch không kèm mày đay, và nó rất tiến triển rất là nặng, và nó có tính di truyền nữa ha. Đây là cái hình ảnh của phù mạch này, là để nhìn hình này để biết ha, mai mốt ăn gì vô tự nhiên thấy một mắt sưng bụp lên, hoặc cũng có thể là hai con luôn, hoặc là cái gì như bệnh nhân này thì bị cái miệng này tự nhiên thấy là miệng sưng húp lên ha. Có mấy bữa chị thấy có mấy đứa nó hay kể chuyện nhỏ bạn em bữa nó ăn gì vô mà chắc con này nó khẩu nghiệp quá hay sao, miệng nó sưng dù dù lên, thật ra không phải, đúng không, đó là cách nó chọc bạn đó thôi, chứ còn thực ra là cái gì, nó hiện tượng phù mạch đó. Và cái này nếu mà nặng hơn nữa, khó thở rồi, là tụi em phải đánh giá cái tổng quát bệnh nhân lại, coi thử mạnh sao, huyết áp sao, có dọa sốc hay không, tại vì cái tình trạng phù mạch thì mình phải đánh giá cái tình trạng có thử là nó có kèm theo sốc phản vệ, tại vì sốc phản vệ nó là một cái cấp cứu nội khoa rồi ha. Rồi tiếp theo cái biểu hiện lâm sàng tiếp theo thì có là thể là phản ứng giống bệnh huyết thanh, nghĩa là gì, là cái biểu hiện nó giống thôi chứ nó không phải những cái bệnh huyết thanh, tức là nó sẽ biểu hiện cái gì, sốt này, phát ban, đau khớp này, ha. Thường nó là khoảng 1-3 tuần sau khi dùng thuốc, và cái nhóm thuốc thường gặp cũng là kháng sinh, và thường nhất đó là cefaclor và minoxidil. Thì bệnh nhân sẽ tới với mình nói là tự nhiên tôi thấy tôi bị có một cái đợt cảm ho sổ mũi đó, tôi mới điều trị xong cái tôi lại bị tiếp, tôi lại uống thuốc nó vô tiếp, tôi thấy nó không đỡ gì hết. Thì bắt đầu nó nổi đầy trên người, thì tới đó em phải nghi ngờ ha. Còn cái phát ban thì nó cũng giống như cái hình phát ban hồi nãy, mình chỉ không chiếu thêm để tụi em đỡ bị rối. Rồi tới cái thể thứ tư đó là tới thể này thì bệnh nhân sẽ đến than phiền với mình về chuyện gì, nổi mụn mủ ha,
mụn mũ này, bữa sau các bạn nào soạn bài bảy nến, mình sẽ có cái bảy nến mũ á, thì cái bảy nến mũ này là một cái mà mình hay cần phải phân biệt nè. Thì cái hình mấy bạn thấy lên đây cái hình dạng sang thương không? Đọc lại về cái sang thương cơ bản thì mình nhìn cái sang thương này mình sẽ mô tả nó là cái gì? Những cái mụn mũ ha, chấm li ti đó, nhỏ hơn dưới 0.5 thì là mụn mũ ha. Và nói gì? Nổi trên nền nó còn nguyên, nó chưa có bể gì hết nè ha. Hình dạng còn tròn đều, rồi gì nữa? Nổi trên nền hồng ban ha, rải rác nhiều khắp nơi. Đó là cái hình ảnh của một cái phát ban mụn mũ cấp tính toàn thân. Này mình nên biết để mai mốt mình phân biệt với những cái tình trạng vẩy đến mũ hoặc là những cái viêm da, nhiễm trùng gì đó. Tại vì mình thấy mũ, nhiều khi chưa học bài này mình cứ thấy gì mũ vô là mình sẽ nghĩ là nhiễm trùng hết. Nhưng mà thật ra không phải, nó lại là cái biểu hiện của dị ứng thuốc đó tụi em. Đó. Thì với cái tình trạng này mà bệnh nhân cũng xuất hiện rất là đột ngột ha. Tăng bạch cầu, bệnh nhân phát tự nhiên uống thuốc nó xong mấy ngày sau. Thì thường là bệnh nhân bắt đầu than mệt mỏi rã rời trước, sau đó thì thấy là có thể kèm thêm cái triệu chứng cộm sốn mắt hoặc là nghẹt mũi rồi kèm theo nữa, sau đó thì bắt đầu xuất hiện một cái đợt phát ban rộng khắp toàn thân luôn. Đây là những cái mụn mũ đơn giản, nghĩa là có mình cái dạng mụn mũ là nó chiếm ưu thế thôi. Nè, cái này nó cũng giống cái hình ở trên này tụi em, nó là những cái mụn mũ nổi trên nền hồng ban. Hôm sau qua bài bảy nến, mấy bạn sẽ cho mình coi cái hình bảy nến mũ rồi mình sẽ thấy là hai cái đó nó giống nhau hay nó khác nhau gì sao để mình phân biệt được ha. Thường á, sau khi cái diễn tiến của một cái mụn mũ á, tức là cái sang thương nguyên phát á tụi em, thì nó sẽ bắt đầu cái mụn mũ này nó lành dần, thì nó sẽ để lại một cái sang thương thứ phát, đó là cái tróc vảy ha. Cho nên thường á là sau khi khoảng 2 tuần thì thật ra bệnh này thì không cần điều trị gì hết, chỉ cần em biết cái thuốc nào là thuốc gây ra thì em ngừng cái thuốc đó đi thì nó sẽ hết bệnh thôi. Và sau đó nó để lại cái tình trạng đó là tróc vảy rồi từ từ nó da mình nó về bình thường thôi ha. Và cái nhóm thuốc thường gặp cũng là cái nhóm kháng sinh macrolid hoặc là beta lactam. Nên mình thấy là cái gì? Nãy giờ mình rút ra cái vấn đề là gì? Nếu mà có một bệnh nhân vô dị ứng với em coi lại cái toa thuốc cũ mà có kháng sinh là em phải nghĩ tới cái đó đầu tiên đó. Tại mình thấy gì? Rất là nhiều biểu hiện có thể do cái kháng sinh luôn ha. Rồi, nãy giờ có bạn nào hôn mê chưa? Sợ nói nhiều quá, xong rồi bài cũng còn một khúc nữa ha. Còn một phần sau nữa, do cái bài này nó hơi chán cái chỗ là nếu mà mình chưa đi lâm sàng á mình sẽ thấy trời rối quá, gì mà lúc thì phát ban, lúc thì mày đây. Tại vì sao? Nó biểu hiện của nó rất là phong phú em, nhưng nên cái vấn đề của mình là mình phải xác định được á là do cái gì. Bạn gì đó, có một bạn giơ tay nè, em hỏi gì hả? Alo, dạ chị ơi, cho em hỏi là cái ở trong cái mụn mũ mà dị ứng thuốc có tăng bạch cầu thì bạch cầu nó tăng khoảng bao nhiêu chị, nó có tăng nhiều không chị? Thường tăng cao em, tăng cũng cỡ mười mấy ngàn á. Tuy nhiên á, là mình sẽ đánh giá cái chuẩn trường hợp này nè, đúng là câu hỏi của bạn cũng cần. Tại vì khi đó vô em sẽ thấy là vậy rồi bây giờ bạch cầu cao xong rồi có mũ nữa, làm sao em phân biệt được với cái nhiễm trùng, và em đánh giá cái nhiễm trùng này có nặng hay không. Thì ra cái đó là hợp lý ha. Thì đối với những trường hợp này thì tăng khoảng mười mấy ngàn, nó không có giống như những, nó không có quá nặng nề như là những trường hợp nhiễm trùng huyết. Và những trường hợp này á, tụi em vào tụi em sẽ phải gì, đánh giá cái tổng trạng bệnh nhân. Cái đó rất là quan trọng. Tại vì cái chuyện mà mình đánh giá là có nhiễm trùng hay không, nó sẽ là một cái câu hỏi rất quan trọng khi tụi em trực tiếp thăm khám bệnh nhân đó. Tại sao? Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái điều trị của mình cũng như là cái tiên lượng cho bệnh nhân ha. Nếu mà nhiễm trùng nặng mà mình không đánh kháng sinh là mình đã đẩy bệnh nhân vô một cái tình huống xấu hơn rồi. Thì những trường hợp, đối với những trường hợp mà bệnh, hồi lâu chị đi bệnh viện chị cũng gặp vài ca, tức là nó diễn tiến rất giống với sách vở luôn tụi em. Bệnh nhân uống thuốc xong, chị gặp cái, chị nhớ chị ấn tượng với cái anh đó trẻ trẻ ba mấy tuổi, uống thuốc xong hạ số thuốc cảm thông thường thôi, mà khoảng một tuần sau là bắt đầu cảm giác là tưởng hết cảm rồi, cuối cùng nó lại sốt, nó lại mệt, nó đờ nữa, và nó phát rất là nhanh. Ông nói chỉ trong vòng một đêm thôi, sáng hôm sau ông dậy là hết hồn tá mã, ở dưới tỉnh là đi lên bệnh viện da liễu liền. Là sao? Nó nổi đầy hết, nổi một mũ chi chít mà nó bị nhiều ở ngực, ở lưng, ở mặt và chi trên. Thì cái đó là mình, đối với những trường hợp tiếp cận một bệnh nhân đó, em hỏi kỹ cái bệnh sử, và em quan trọng là như nãy chị nói đó, hỏi thử hồi bệnh nhân có tiền căn bảy nến không? Tại vì mình sẽ phải phân biệt với lại cái bảy nến mũ. Thứ hai nữa là gì? Cái câu hỏi quan trọng đó là em làm xét nghiệm ra thấy bạch cầu hơi tăng rồi. Thì sao? Em phải đánh giá coi thử bệnh nhân này có kèm thêm nhiễm trùng không? Tại đúng là nếu mà mụn mũ để lâu thì sao? Nó cũng có thể bội nhiễm nặng, nó có thể nhiễm trùng huyết. Thì sao? Em sẽ đánh giá cái tổng trạng của bệnh nhân. Một bệnh nhân vào với em mà nếu em thấy gì? Môi khô, lưỡi dơ, tổng trạng, đờ đẫn, tiếp xúc không tốt. Thì sao?
phải đề phòng với cái nguyên nhân là nhiễm trùng. Thì tới đó em sẽ đánh giá tiếp theo em làm cái gì. Em coi mạch, huyết áp ổn không? Tại nếu mà tới đây mà mạch nhẹ, khó bắt huyết áp, mà huyết áp kẹp nữa thì phải nghi do gì? Nghi cái sốc nhiễm trùng có hay không để mình xử lý cấp cứu cho bệnh nhân. Còn nếu mình thấy ổn hết thì mình tiếp theo, bước tiếp theo mình bắt đầu đi xét nghiệm. Xét nghiệm thì mình làm công thức máu ra, mình thấy bạch cầu cũng hơi tăng nhẹ, ví dụ như 11, 12 ngàn thôi. Thì mình bắt đầu mình sao nữa? Coi thêm về những cái chức năng gan thận của thứ nó có bị ảnh hưởng không? Rồi bước tiếp theo nữa mình sẽ coi gì? Cái điện giải của bệnh nhân có tốt không? Tại vì với một cái tình trạng da mà tổn thương nhiều như vậy thì nó sẽ dễ mất các ion ha. Rồi cái thứ tiếp theo nữa mình cần phải làm là gì? Đánh giá coi thử là cái mục này tôi nghĩ nhiều là mục mũ rồi nè. Nhưng mà cái này có bạch cầu tăng, bệnh nhân mấy bữa bây giờ không sốt cao cũng hơi sốt sốt thì sao? Có thể làm thêm mấy cái xét nghiệm để đánh giá thêm về cái vi lăng nhiễm trùng cho bệnh nhân. Các bạn nào biết là bây giờ mình nghi nhiễm trùng thì mình làm thêm xét nghiệm gì không? Procalcitonin. Đúng rồi, calcitonin ha, đó là một cái cách. Gì nữa không? Có xét nghiệm gì khác nữa không? Rồi, thôi suy nghĩ này thêm ha. Hôm sau mình sẽ làm qua những cái bài nhiễm trùng và mình bàn thảo luận về cái vấn đề nhiễm trùng nhiều hơn. Rồi, giữa buổi rồi nè, giờ sẽ coi lại danh sách hồi nãy 121 thì giờ tăng được 122. Bây giờ mình xem coi thử, bây giờ chị sẽ giao cho mấy bạn nhóm trưởng đi. Bây giờ nhóm trưởng, lớp trưởng hai bên chị sẽ kéo cái danh sách này. Bây giờ mình cùng coi ha, coi thử bây giờ cho nó công bằng. Bạn nào vắng cái buổi này thì mình sẽ ghi chú lại cho chị nha. Nè, nãy mình cộng ra đến 125, như vậy là sẽ vắng tới 3 bạn lận ha. Các bạn coi cái tên của bạn nào không tham gia này, để bạn nốt lại cho chị ha. Hôm qua là bạn lớp trưởng có thông báo rõ cho mấy bạn giờ học rồi đúng không? Dạ rồi ạ. Rồi. Vậy thì được mời mà không tham gia nè ha. Ủa cái này nó thì là luôn cái danh sách khác. Rồi, vậy hai bạn nhóm trưởng mấy bạn đã nốt lại được cái tên của bạn nào không vắng hôm nay rồi đúng không? Dạ, để em sẽ coi lại. Rồi, coi lại và báo chị. Thật ra tụi em chị đã nói rồi ha, chị đánh giá cao về cái tinh thần tự giác của mấy em. Nhưng mà cái này nó sẽ là liên quan tới chuyện là nếu mà đi lâm sàng mà vắng nhiều quá cũng không được thi đúng không? Mà giờ điều kiện của mình không cho phép, mình phải buộc phải học online thì phải cố gắng một tí xíu ha. Chứ mất rồi có thể mấy bạn nghĩ là cái coi lại cũng được, nhưng mà thật ra nó vậy nó sẽ không có công bằng cho những bạn tham gia tập trung đàng hoàng đúng không? Mặc đồ xinh đẹp ngồi mở camera ra mà cuối cùng cũng như nhau thì không được đúng không? Nên mình thống nhất nha, cái điểm chuyên đề và điểm quá trình á, hai cái đó là nó sẽ là mỗi cái là 20%, hai cái là 40%, thì cứ vắng một buổi không có lý do trừ một điểm ha. Thống nhất vậy nha. Còn trình hay hay gì đó thì cộng điểm thêm sau, cứ vậy đó. Mình giống như là bây giờ đang có một tài khoản nhất định rồi 8 điểm ha, giờ nó tăng lên nó sụt xuống là do mình nữa đúng không? Còn lại cái bài kiểm tra, cái bài test đó sẽ là cái bài cứu cánh cho mình. Lỡ mai mốt là bây giờ đang tập trung được, nhưng mà mai mốt đi lâm sàng gặp bạn này bạn kia xong cái tâm hồn mơ mộng, cái làm bài thi không tốt, thì cái bài test này nó sẽ cứu lại cho mình ha. Rồi, nói tiếp về cái phần tiếp theo ha. Nãy giờ để kiểm tra coi thử có tỉnh ngủ hay không ha. Thì sao? Ngoài cái vậy mình thấy cái mụn mủ rồi ha, nhìn nó rất là ghê, nhưng mà rõ ràng khi mình đi da liễu nè, tụi em mới biết được một cái chuyện là gì. Có khi bệnh nhân vào vì cái mụn mủ nhưng mà không phải là do nhiễm trùng. Chị gặp những trường hợp kể cả họ, không phải mình chê, nhưng mà do đồng nghiệp của chị có thể họ làm những chuyên khoa khác, họ có thấy mụn mủ là thậm chí chị nói là không có phải là nhiễm trùng đâu, nhưng mà nhiều khi do có thể là lúc đi lâm sàng không gặp bệnh đó, xong rồi mình thấy có mủ rồi xét nghiệm bạch cầu tăng nữa mà nhỏ này tự nhiên không nói không có nhiễm trùng không tin. Thì thật ra có những cái nó biểu hiện vậy đó em, và mai mốt em soạn qua bài vẫy nến cũng vậy, em cũng thấy nó là những cái mụn mủ và người ta gọi nó là những cái mụn mủ vô trùng. Nghĩa là gì? Nếu mà em quẹt cái này, bản chất của một cái này nếu mà nó mới nổi lên, em lấy cái mẫu này, em lấy cái mụn mủ này đi, em đi xét nghiệm thì em sẽ thấy cái xét nghiệm vi trùng, cái vi trùng em sẽ thấy là không có vi trùng nào trong đó hết, nên nó gọi là phát ban mụn mủ vô trùng. Trong bảy nến mủ nó cũng là cái dạng mụn mủ vô trùng này. Nhưng dĩ nhiên với một cái tổn thương da, nếu em không điều trị thích hợp
tiếp xúc với cái môi trường hoặc là vô bệnh viện nằm tiếp xúc với vi khuẩn trong bệnh viện nhiều hơn nữa thì nó có thể bị bội nhiễm. Đó là cái chuyện, cái diễn tiến của nó thì có thể nhiễm trùng, nhưng bản chất của cái mụn mủ này là mụn mủ vô trùng, và nó được gọi tên đơn giản là vì sao? Đơn giản là vì nó giống nhau thôi, nó như cái mụn mủ li ti như cái đầu đinh vậy đó. Và muốn mình mô tả cái sang thương mình cũng mình thấy gì mình mô tả đó thôi. Những cái mụn mủ nhỏ đều nhau, kích thước khoảng bao nhiêu, nổi trên nền da bình thường hay nền da hồng ban ha, cái phân bố tập trung ở nhiều ở vị trí nào và nằm gì, nằm thành từng nằm rải rác khắp người luôn ha. Thì đó là cái đặc điểm của cái phát ban mụn mủ. Như vậy đó là có thể đi vô gặp bệnh nhân cũng sốt cũng mệt cũng mụn mủ đó, nhưng mà không phải luôn luôn là nhiễm trùng ha. Chứ lần này vô lỡ gặp bác sĩ nào hôm nay cúp học một cái xong cái sao đánh kháng sinh cực mạnh vô nữa, lỡ đâu nó lại trúng cái nhóm cùng với cái nhóm bệnh nhân dưỡng nữa là sao, mình đẩy cho một bệnh nhân vô cái tình huống xấu hơn nữa thôi ha. Rồi tiếp theo một cái dạng nữa, đi lâm sàng mấy năm trước chị hay chỉ cho mấy bạn gặp cái dạng này lắm nè, cho nên bên năm nay mình không được đi lâm sàng thì bù lại là mình học lý, mình học cho kỹ mấy cái này thì nó cũng hay ha. Chứ nhiều khi kia nhìn xong mà nói qua một cái xong rồi không gặp lại bệnh nhân, không nhắc lại nữa thì nhiều khi cũng quên. Cho nên mỗi cái nó có cái ưu điểm riêng, và cái điều kiện không cho phép thì mình cứ cố gắng học theo cái mức tốt nhất thôi. Rồi tụi em thấy cái này nó tên là cái gì? Cái tên nó hơi dài dòng đúng không? Các bạn nào thấy thắc mắc tại sao cái tên gì mà dài dữ vậy không? Cái biểu hiện gì mà phát ban sắc tố cố định. Tại đó nó còn có thêm một từ nữa đó em. Tái phát nữa, do thuốc. Nhưng mà do cái tái phát này chị không để vào, bởi vì có thể đây là lần đầu tiên bệnh nhân cũng có thể bị cái này chứ không phải là luôn luôn là tái phát ha. Rồi, thì tụi em thấy đặc điểm của cái sang thương này là cái gì? Sang thương này á, thì nó sẽ là cái hồng ban này tụi em, cái này nó hồng ban ha. Giác hồng ban thôi, tại nó bằng mặt da, cái hình con mắt ở cậu ông này nè ha. Và nó ra xuất hiện ở vùng hai bên mắt ha. Và đối với cái sang thương này nè, những lần sau bệnh nhân uống cái thuốc đó vào, bệnh nhân cũng sẽ bị nổi ở cái vị trí tương tự như lần đầu tiên. Thậm chí và nó có thể nổi thêm ở vị trí khác nữa, nhưng mà nó chắc chắn sẽ bị ở cái vị trí lần đầu tiên họ bị, cho nên nó mới có cái tên gọi là phát ban sắc tố cố định đó tụi em. Cố định là do lần sau bị trung thủy đó, bị lại ngay chỗ cũ luôn ha. Rồi cái hình bên này là bị ở ngay vùng bẹn nè, thì sao, nó cũng là một cái giác hồng ban ha, hình tròn đều, giới hạn tương đối rõ, và cái gì ở giữa trung tâm nó có cái phập phều, đó là cái dạng bóng nước đó tụi em. Này cũng do thuốc luôn đó. Thường cái hình ảnh của ông này nè, cái hình ghi chú rõ ha, là cái hình đầu là do tetracycline, cái hình thứ hai là tylenol, tức là cái thuốc hạ sốt đó ha. Rồi còn cái hình này thì một cái tình trạng nặng hơn, đó là bệnh nhân này thì bị cũng do kháng sinh luôn, tetracycline, một bệnh nhân bị lan tỏa toàn thân luôn. Nhưng mà chị muốn cho tụi em xem hai cái hình đầu tiên này hơn, tại vì cái này là cái trên lâm sàng mình bị rất là điển hình luôn. Tức là bệnh nhân vô nói là trong thời gian gần đây, hỏi thời gian gần đây có dùng thuốc gì không, thì bắt đầu suy nghĩ một lát thì nó hình như cũng có, nhưng cũng lâu. Xong rồi bắt đầu nổi lên. Nhưng mà tới cái lần thứ hai họ tới thì họ sẽ liên tưởng tới nó dễ hơn một tí. Tại vì sao? Nó nổi ngay chính xác ở những vị trí mà lần trước họ đã nổi ha. Và lần tiếp xúc sau thì như nãy mình nói đó, hồi nãy cái video chị chiếu cho tụi em xem đó, thì nó có liên quan tới một cái gì nữa, cái trí nhớ miễn dịch nữa. Nên những cái lần tiếp xúc đầu tiên có thể cái thời gian 1 đến 2 tuần bệnh nhân mới bắt đầu biểu hiện cái phát ban này. Tuy nhiên ở cái lần tiếp xúc sau thì khoảng sau 24 giờ thôi bắt đầu bệnh nhân nổi ban này rồi ha. Và thường ở cái vị trí gặp đó là môi, mặt, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục ha. Thì nó xuất hiện những cái mảng hồng ban tròn, đây nó phải tròn tròn không, giới hạn rõ, trung tâm nó có thể trượt da như cái hình trên này nè. Đó là nó trung tâm nó trượt da. Và sang thương này khi mà nó mờ, nó mất đi mờ sẽ vài tuần thì nó sẽ để lại cái giác tăng sắc tố. Vì vậy cái màu có thể có những bệnh nhân họ chuyển nhanh lắm em. Chị thấy có những bệnh nhân mà chị khám uống thuốc xong bắt đầu nổi, qua 2-3 ngày sau họ đi khám mình thì nó đã không còn màu đỏ nữa rồi, mà nó còn thâm đen. Và cái thâm đó tùy cơ địa mỗi người, có những người cái vết thâm nó nhanh bớt, có những người họ không khám mình vì cái giai đoạn cấp tính nữa, họ khám ở cái giai đoạn vết thâm. Tại sao nó thành một cái tăng sắc tố xấu quá ha. Cái đặc điểm của cái tên của nó là tại sao nó lại tên hồng ban phát ban sắc tố cố định tái phát này, là do lần cố định này, do lần sau bị thì nó sẽ bị xuất hiện ở cùng một vị trí, có thể bị nơi khác nữa. Như bệnh nhân này chị nghĩ là cái nó không có nói rõ, nhưng mà chỉ do cái lần tiếp xúc nó nhiều, nó sâu, nó nhiều hơn. Chứ còn ví dụ như những bệnh nhân mà đa số khám lên lâm sàng đó, tụi em nó điển hình lắm, tức là họ nói là cứ lần nào bệnh uống thuốc là nó lại nổi vòng vòng ngay cái miệng hoặc là vòng vòng ngay mắt, thì mình đã nghĩ tới nó rồi đó ha.
Rồi, một cái biểu hiện có thể gặp nữa đó là một cái hội chứng quá mẫn do thuốc. Thì đặc điểm của cái tình trạng này là biểu hiện nó khá nặng và khá rầm rộ. Bệnh nhân bắt đầu bị sốt, bị phát ban ở mặt, có những cái triệu chứng hệ thống đó là em xét nghiệm ra mới thấy được, đó là có viêm gan, viêm thận kẽ, viêm khớp, có bệnh về mạch đập huyết, thậm chí có bất thường về máu nữa. Thì đối với những bệnh nhân này thì mình sẽ xét như là một cái bệnh lý nội khoa luôn, tác động lên toàn cơ thể luôn. Và mình phải đánh giá những cái xét nghiệm tổng quát ha, chức năng gan, thận, công thức máu, dung đồ, tổng phân tích nước tiểu, và đặc biệt làm thêm cái TSH cho bệnh nhân nữa để theo dõi. Trong trường hợp này nó cũng nổi trên da thì nó nổi những cái ban bình như bình thường thôi, những cái giác sẩn hồng ban thôi, nhưng mà cái triệu chứng toàn thân của bệnh nhân nó nặng hơn. Còn những bệnh nhân kia là mình thấy chỉ có phát ban lên được ngứa thôi, nên có những người họ để cả 3-4 ngày. Với mùa dịch này là nhiều người còn không muốn đi khám bệnh nữa ha. Rồi, một cái nữa đó là cái lupus bỏ hệ thống do thuốc. Học tới Y5 thì nghe lupus chưa? À, thật ra bài lupus cũng hay ha. Vậy chút cuối giờ mình sẽ ngồi thảo luận lại với nhau thử là mình nên tách cái viêm da cơ địa đó thành hai, hay là mình gồm chung vô bài luôn, rồi mình soạn thêm bài lupus nè cho mấy bạn học được luôn. Cái bài này cũng hay nè, tại cái lupus đỏ nó tụi em nó sẽ có là lupus đỏ hệ thống mình, lupus đỏ da nữa, tại vì có những bệnh nhân họ chỉ bị trên da thôi, nó là những cái dạng lupus bán cấp hoặc là mạng đó. Tụi em nó có những cái sang thương hình đĩa hoặc là những cái phát ban kia, nhưng mà nó lại không có bị tổn thương gan thận, thì có thể học thêm bài này nữa cũng rất là hay ha. Thì cái lupus đỏ hệ thống do thuốc là gì? Mình hiểu bản chất của, thật ra không phải hoàn toàn do thuốc đâu, mà do cái cơ địa của những cái người lupus đỏ đó là cái gì? Đã có bất thường sẵn rồi, và thuốc nó chỉ là cái yếu tố khởi phát thôi. Và trong những cái trường hợp lupus đỏ hệ thống mà do thuốc thì nó liên quan tới cái gì uống thuốc, thì sau đó bệnh nhân sẽ bị khởi phát, đó là bị xuất hiện đó là đau khớp, viêm khớp, và bắt đầu biểu hiện những cái triệu chứng của lupus luôn: sốt, sụt cân, viêm màng phổi, viêm màng ngoài tim, và cái biểu hiện da thì lại hiếm gặp. Và cái quan trọng cái xét nghiệm trong cái lupus đó là ANA này ha, kháng thể kháng nhân. Nếu được chút nữa mình thảo luận lại, học bài lupus nữa thì các bạn soạn đó thì học thêm được cái này nữa cũng rất là hay. Và mấy bạn mai mốt mấy bạn đi Y6, mấy bạn đi những cái trại khác, đi ga, đi chạy thận á, thì hoặc là những cái chạy cơ xương khớp á, thì có thể gặp những cái bệnh nhân này. Một cái biểu hiện của triệu chứng độc da do thuốc nữa đó là cái hồng ban lai dạ. Nhìn hình đẹp không? Thì cái biểu hiện da do thuốc em thấy nó phong phú không? Nhiều loại lắm, cứ phát ban trên da, họ nên với bệnh nhân nào vô phát ban da cũng hỏi kỹ về cái tiền căn dùng thuốc của người ta ha. Thì mình thấy đây là những cái sang thương mà hồng ban đa dạng, là những cái sang thương gọi là sang thương hình bia tụi em. Hình bia nghĩa là gì? Biết cái bia bắn cung không? Tức là nó là những cái hình tròn đồng tâm với nhau ha. Thì đây chính là cái sang thương hình bia đó. Thì em thấy cái vòng tròn ngoài cùng đó là một cái mảng hồng ban hơi gồ lên da. Cái vòng cung thứ hai thì đó là cái giác nó bằng phẳng hơn, và ở giữa cái tâm của nó mình sẽ thấy là nó có một cái mụn nước hồng hồng ha, chiếu hình dưới này rõ hơn. Mà thường nó hay gặp ở cái vùng xa của chi, nên mình khám bệnh nhân dưỡng hoặc là bệnh nhân da và luôn luôn lật cái lòng bàn tay, lật lòng bàn chân ra xem ha. Cho nên tụi em Y5, Y6 nè, hoặc là mấy bạn mà ra trường rồi chuyên gia, lâu lâu là chị thấy lại nhắn cho chị cầu cứu, chị ơi cứu em với, em bị, hoặc là người nhà em bị, hoặc là bệnh nhân của em bị. Nhưng mà sao, thấy cho chị có một tấm hình nè, mình phải hiểu da liễu á, mặc dù đúng là nó dựa vô hình ảnh nhiều, nhưng mà tụi em cũng phải có một cái bức tranh toàn cảnh về bệnh nhân đó. Không thể nào bắt chị giống như là sao ông thầy bói xem voi ha, sờ cái bộ phận của con voi rồi kết luận voi đó nó như thế nào thì không được. Nó là sao, nó sẽ chỉ là nó không có được khách quan, và mình không có đánh giá hết được cái vấn đề của bệnh nhân. Cho nên với khám bệnh nhân tới đại khúc này thì nhớ thêm cái nữa là ngoài trường nhìn mặt mũi tay chân rồi ra thì phải sao dở cái lòng bàn tay, lòng bàn chân ra xem. Cái này quan trọng lắm nha. Mà bố mấy bạn nào đi nhi á, cái hồng bạn, cái ban của tay chân miệng á tụi em, có thể nó xuất hiện rất là ít, là luôn luôn phải gì? Bật cái lòng bàn tay, lòng bàn chân của em bé ra xem ha. Rồi, đây là cái hình ảnh tiếp tục của cái hồng ban đa dạng. Cái này cái hình bia nó tương đối rõ này tụi em. Thấy cái mũi tên chỉ không? Đó, thì nó gờ ngoài lên, ở giữa nó hơi phẳng, ở tiếp theo nó hơi phẳng phẳng tí, và ở trung tâm của nó là một cái mụn nước đó. Thì đây chính là cái ban điển hình của hình bia. Tuy đây là cái hình ảnh của bi ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Chỉ như bi này nó có bi điển hình là phải 3 vòng như vậy này, còn bi ở cái lòng bàn tay thì nó hơi không điển hình hơn, tức là nó chỉ 2 vòng thôi. Và mình nhìn cái này, mai mốt mình sẽ có kinh nghiệm từ từ, rồi mai mốt đi lâm sàng gặp ca nào chỉ thêm ha. Và một cái cuối cùng nhưng mà tương đối là nặng nhất và có thể gây tử vong mà mình cần phải lưu ý kỹ nhất này, đó là cái hội chứng Stevens-Johnson và hội chứng TEN, toxic epidermal necrolysis, tức là hội chứng gì? Nó tổn thương
nó gây độc tế bào luôn, nó gây hoại tử tế bào luôn ha. Thì phản ứng gây độc tế bào nó có vai trò quan trọng trong bệnh sinh. Và những cái bệnh này, hồi nãy mình coi cái video mình thấy đó, những cái bệnh lý nhiễm này thực ra nó có tính di truyền nhiều lắm tụi em. Cái mày đay phù mạch nó cũng di truyền nhiều lắm ha. Và triệu chứng thì xuất hiện trong vòng 4 tuần sau khi dùng thuốc, nó xa hơn. Dĩ nhiên những lần sau bị, bệnh nhân có thể xuất hiện ở cái khoảng thời gian gần hơn. Thì bệnh nhân đầu tiên hết đó là đầu tiên chưa có bắt đầu nổi ban da đâu, thì sẽ bắt đầu giống như này mình coi những cái video đó, cũng như là những cái bệnh giả giống giả huyết thanh rồi đó, thì đầu chưa nổi ban thì bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện cái triệu chứng đó là gì, số đau họng, số mắt, số mũi họng cũng có ít gặp hơn, đau họng số mắt gặp nhiều hơn ha. Do nó gì biết không, nó tổn thương nhiều cái niêm mạc trong cơ thể mình, trong đó có gì mắt đó ha, rồi họng đó ha, mũi à, có thể mũi. Và gì trên cái hình này mình thấy một cái tổn thương rất là rõ là gì, mắt nè, em thấy nó sung huyết không à. Ngoài ra thì bị ở niêm mạc miệng nữa ha, và bộ phận sinh dục của bệnh nhân cũng có thể bị. Cái Stevens-Johnson thì nó thường hay có bị tổn thương cỡ hai niêm trở lên luôn. Và em đây là một cái hình ảnh mà chị muốn cho tụi em xem để mình nhớ hoài luôn, mai mốt mình có đi làm khoa khác, mình làm cấp cứu gì mình thấy một bệnh nhân nào quay lại gặp mình thì mình nhớ cái này. Đó là ảnh gì, trên da là có nổi những cái sẩn mảng hồng ban, thì có thể những cái bệnh da khác cũng có đi những cái mảng hồng ban, nhưng mà em nhìn vô cái đôi môi này nè, người ta gọi là cái môi mài máu ha. Nhìn đôi môi này ha, khi đôi môi em còn đỏ mọng nè, để mình nhớ hoài, mai mốt mình gặp một cái cô gái nào có cái bờ môi này mình cũng sẽ nhớ tới cái bệnh lý này ha. Và mình phải sao, hỏi thử cổ dùng thuốc gì để kêu cổ ngừng cái thuốc đó là cái việc đầu tiên hết phải làm. Đó là cái bờ môi rất điển hình, và chị hy vọng là tụi em nhìn cái hình này, mai mốt gặp bệnh nhân nào tụi em cũng sẽ liên tưởng, tụi em nhớ tới nó ha. Rồi chút nữa chị sẽ chiếu một cái video để tụi em phân biệt sao gọi là Stevens-Johnson và sao gọi là hội chứng TEN ha. Thì nói rồi đó ha, bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái tiền triệu trước và 1 đến 2 ngày sau thì mới bắt đầu xuất hiện bóng nước, trượt da và hồng ban. Rồi đây là hình ảnh toàn thân của bệnh nhân thì có thể bị nặng ở mức độ này ha. Đây là cái hình ảnh của cái trượt da đó tụi em, tức là cái da bệnh nhân giống như là nó bị lột ra luôn. Và đối với những bệnh nhân này mình làm cái nghiệm pháp Nisconki, mai mốt soạn cái bài bên đó, tức là em lấy cái tay em để cái vùng da bên cạnh, không cần để đúng ngay cái vị trí của cái móng nước hoặc là cái vết trượt này đâu, để em ấn vô cái nữa thì nó kéo trượt ra nhiều hơn nữa. Đó là cái Nisconki dương tính ha. Đây hình ảnh này quá nặng luôn ha, cái da bệnh nhân giống như gần như là nó mỏng như da giấy và nó muốn lột ra luôn vậy đó, trượt ra xung quanh hết nè. Thì những bệnh nhân này cái nguy cơ mà họ bị nhiễm trùng rất là cao ha. Nói được không? Nghe được không em? Dạ tụi em nghe được chị. À rồi, tại điện thoại chị tự nhiên nó báo là không kết nối, chị tưởng đâu nãy giờ chị ngồi chị nói mình rồi chứ. Rồi, tiếp tục ha. Thì mình sẽ đây những cái nhóm thuốc mà vào kêu bệnh hỏi bệnh nhân là trước đó họ đã uống gì, họ có thể đưa cho mình cái toa, hoặc có những trường hợp mà họ ra ngoài nhà thuốc tây họ mua thì em kêu họ đưa luôn cái bọc thuốc đó để mình kiểm tra, để sao mình xác định được cái thuốc đó ha. Thì em thấy không, trong cái trường hợp mà bị Stevens-Johnson hoặc là TEN này nè, thì cái nhóm hàng đầu hết đó là allopurinol, là cái thuốc mà chị nói tụi em hồi nãy đó ha. Đó là cái thuốc làm hạ acid uric, gặp trong những trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh gút rồi đó. Rồi những cái thuốc về carbamazepin hoặc là lamotrigine, rồi là những cái thuốc thần kinh đó tụi em, trong mấy cái giảm tê, giảm nhức, hoặc là trong những cái bệnh thần kinh phenobarbital ha, thì nó thường hay gặp. Cái nhóm hoặc là cái nhóm ở dưới nữa đó là phenytoin, hoặc là những cái nhóm oxycam non-set, tức là những cái thuốc giảm đau ha, có cái gốc oxycam thì phải coi lại cái đó. Nhóm có nguy cơ thấp hơn thì có thể là cái nhóm non-set hoặc là những cái kháng sinh khác như cephalosporin, quinol, xylin, macrolid. Còn những cái nhóm như paracetamol rồi là còn nghi ngờ, chưa có bằng chứng gì hết. Như vậy cầm vô một cái toa thuốc, em sẽ có một cái suy nghĩ ban đầu là cái thuốc nào trong đây là có cái khả năng cao. Nhưng mà đối với những trường hợp mà vô tới em mà bị cái tình trạng mà như vậy nè, tróc da rồi toàn thân hết, thì phải xem lại. Nếu mà cái thuốc kia không phải là cái thuốc tối cần thiết, nhưng là gì, những cái thuốc hạ áp hoặc là những cái thuốc hen suyễn rồi đi, thì tụi em nên kịp đề nghị bệnh nhân ngưng cái toa đó luôn. Tại vì tới cái mức độ này là nó là quá nặng rồi, có thể đe dọa tới tính mạng rồi ha.
Rồi, trước khi qua phần tiếp cận thì chị, để tránh buồn ngủ quá, hôn mê giữa chừng, thì chị sẽ mở cho tụi em coi một cái video về một cái hội nói khá rõ ràng về cái Steven Johnson này. Tại vì trong tất cả các cái bài, trong tất cả các cái vấn đề này thì chị, cái chị tụi em muốn tụi em nhớ nhiều nhất là cái Steven Johnson đó ha. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it so easy. It takes her lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. Trang này dự thấy rất là hay ha. Ảnh hưởng đến da và niêm mạc như nguyện và một phần sử dụng qua chuyên gia nguyện định. Steven Johnson, con mài tự quỷ nhiễm độc được coi là cùng một tình trạng nhưng thuộc một phổ rộng mà trong đó mài tự quỷ nhiễm độc là dạng nghiêm trọng hơn. Cả hai đều có thể bị tử vong nếu không được điều trị và nguy cơ tử vong đang trong mức độ nghiêm trọng. Da là một cách quan trọng cho việc bảo vệ các cơ, xương, dây chằng và các cơ quan nội tạng bên dưới bằng cách hình thành một rào cản đối với mầm bệnh truyền nhiễm và ngăn ngừa mất nước từ cơ thể. Lớp ngoài cùng của da là lớp biểu bì và chính nó được tạo thành từ nhiều lớp tế bào. Lớp sâu nhất được gọi là thân nền hay lớp nền. Và tế bào ở đây được neo vào màng đáy, một lớp mô mỏng mịn và chắc chắn có chứa các protein như collagen và elastin đến vào lớp da bên dưới gọi là lớp hàm bì. Tương tự như cách da nằm bên ngoài cơ thể, như là đoạn bên trên bề mặt cơ thể nằm bên trong như miệng, lưỡi, đường hô hấp, kết mạc của mắt, bộ phận sinh dục và hormone. Môn như vậy được tạo thành từ một hoặc nhiều lớp tế bào nhiễm mô và tương tự cũng được gắn vào màng đáy nằm trên một lớp và là lớp màng đẹp liên kết lamina propria. Bây giờ hầu hết các tế bào trong cơ thể đều có một protein và là phức hợp tương thích mô chính có số lượng MHC đến 1 trên bề mặt màng của chúng. Protein này trình diện các peptide từ bên trong tế bào đến tế bào miễn dịch và là tế bào T của mọi tế bào, còn được gọi là tế bào T sẽ đến ảnh cộng. Nếu tế bào khỏe mạnh của tế bào T của mọi tế bào không nhận ra các peptide là ngoại lai và không có gì xảy ra. Nhưng nếu một tế bào bị nhiễm tất nhiên là giống như chuột, tế bào T của mọi tế bào có thể nhận ra các peptide là tất nhiên ngoại lai và kích hoạt phản ứng miễn dịch. Một khi tất cả tế bào bị nhiễm đã bị phá hủy, quá trình phản ứng miễn dịch sẽ kết thúc. Steven Johnson mang phải tự hiểu ý nghĩa là tế bào phản ứng quá mẫn loại 4. Chúng được gọi là phản ứng quá mẫn qua trung gian tế bào T. Vì tế bào T gây nọc tế bào trực tiếp và tế bào nằm mẹ rất là tế bào biểu mô ở như mẹ và thường mình và giải phóng một khối lượng lớn perforin và granzyme để tiêu diệt chúng. Perforin ly giải các tế bào biểu mô bị nhắm đến tạo ra lỗ hổng cho các cái hạt granzyme xâm nhập và gây ra chết tế bào hoặc hoại tử. Bên cạnh đó một phần khác của một tấn công là tế bào T gây ra tế bào giải phóng cytokines như interferon gamma và yếu tố hoại tử khối u mạng phà có phần lưu kháng tế bào miễn dịch ở các khu vực khác gây ra nhiều tổn thương hơn nữa. Điều này dẫn đến mất hàng rào bảo vệ da và xoắn một da và niêm mạc bị ảnh hưởng do tế bào và con chất tế bào ở màng này. Với da và niêm mạc bị tổn thương, cơ thể có thể mất nước và mầm bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập và gây nhiễm trùng. Có thể dẫn đến một phản ứng miễn dịch mạnh khác gọi là nhiễm trùng huyết. Có thể bị tổn thương và rối loạn chức năng mô và cơ quan trên quy mô lớn. Ở chính Steven Johnson, và phải tự hiểu nhiễm độc được coi là biến thể cuối cùng một tình trạng bệnh lý da. Trước đây, hồng ban da nhạt đã được xếp cùng phổ với hội chứng Steven Johnson và ngoài tự hiểu nhiễm độc. Nhưng hiện nay hồng ban da nhạt được coi là một tình trạng bệnh lý da nữa thật. Hội chứng Steven Johnson và ngoài tự hiểu nhiễm độc khác nhau với phần trăm diện tích bề mặt cơ thể bị ảnh hưởng. Nếu 10% bề mặt cơ thể bị ảnh hưởng, tình trạng này được coi là hội chứng Steven Johnson.
nếu của đến 30% giảm tuổi thì xem như sự chậm lấp giữa một Steven Johnson và một người bị nhiễm độc. Và nếu không có sự chậm giảm tuổi thì có là hai người bị nhiễm độc. Kết thúc những kết quả giải ứng quá ở loại 4 cho hội chứng Steven Johnson và một người bị nhiễm độc. Thường là một số loại thuốc mà kích thích chuyển hóa của chúng được nhận diện là ngoại lai bởi tế bào tê người đặt tế bào. Ví dụ là một số thuốc chống co giật như Carbamazepine, một số loại kháng sinh như Sulfonamide, một số chất điều chỉnh miễn dịch như Nevirapine và Sulfasalazine, và một số NSAID như Piroxicam. Ngoài ra một số loại nhiễm trùng như Mycoplasma pneumonia hoặc Cytomegalovirus cũng có thể là một tác nhân. Hai sự tính phân biệt giữa Steven Johnson và hành tinh biểu quyền bị đọc với tình trạng tương tự khác là cảm mạc và da người bị ảnh hưởng. Và những tình trạng này xuất hiện với một con số. Vì cái sự khi được giải phóng cho quá trình đáp ứng miễn dịch. Ban đầu có thể có các triệu chứng giống như cúm như đau họng, ho, mắt đỏ và da hồng nhạy cảm. Cuối cùng phát ban tiến triển thành một đốt hồng đỏ sẫm ở trung tâm. Và một cái tổn thương xuất hiện có thể phát triển từ các giác bỏng để kết nối chuyển dịch và các con nước lớn. Cuối cùng khi mọi sự xảy ra lớp da bị mạng bị ảnh hưởng có thể bắt đầu tách rời và bong ra khiến khu vực bị tổn thương trông giống như nó bị bỏng nghiêm trọng. Cọ sát nhẹ và tổn thương luôn có thể khiến lớp ngoài bị mất đi và đây được gọi là dấu hiệu Mikoski. Một chẩn đoán lâm sàng được thực hiện dựa trên các triệu chứng. Như một mẫu sinh kỷ của cuộc bị ảnh hưởng có thể được chẩn đoán xác định. Điều trị thường bao gồm nhập viện, có thể là nhập một đơn vị chăm sóc bỏng hoặc đơn vị chăm sóc tích cực cho các trường hợp nặng. Thuốc kích hoạt tình trạng này nếu được ngừng ngay lập tức. Và điều trị bắt đầu với bất kỳ tình trạng nhiễm trùng nào được kích hoạt. Chất điều trị bị dịch bằng đơn như thuốc kháng histamine. Rolin bị dịch tiền tĩnh mạch thì IVIG. Hoặc ngưng corticosteroid có thể sử dụng để ức chế phản ứng quá mẫn và liệu pháp hỗ trợ với thuốc giảm đau, tùn nước và chăm sóc vết thương vô trùng có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng nặng hơn. Sau khi lành đôi khi vết thương có thể có sẹo. Như vậy, tóm lại, Steven Johnson và ông lần lượt biểu hiện tập là các phản ứng quá mẫn loại 4 cấp tính có khả năng gây tử vong. Cho đó, tế bào T gây tế bào tấn công và tiêu diệt tế bào biểu mô ở niêm mạc và biểu hiện da một cách không thích hợp. Nếu một phần trăm về mặt cơ thể bị ảnh hưởng, tình trạng này được gọi là Steven Johnson. Và nếu chỉ phải một phần trăm bị ảnh hưởng thì nó được coi là mạng tính biểu hiện nhiễm độc. Về thư kích hoạt bởi một số loại thuốc nhất định. Và điều trị bao gồm loại bỏ ngay tức yếu tố kích hoạt, sau đó là biện pháp hỗ trợ. Huyết áp thì bởi vô mẹ. Rồi. Đây là một cái trang mà chị, một cái kênh mà chị thấy rất là hay ha. Mấy bạn mà đam mê có thể nghe nhiều cái video về nhiều cái bệnh khác nhau, chị thấy là chị đánh giá rất là cao, bởi vì cái kênh này nó, em thấy không, nó giống như một cái bài trình, cái bài present của tụi em cũng làm giống cái bố cục giống như là chị thấy khá hay rồi ha. Mình sẽ nói về gì, đại cương tí xíu, nói về cơ chế bệnh sinh tí xíu, rồi tới biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán là cái gì, cận lâm sàng có cần gì không, sau đó tới phần điều trị và cái tiên lượng của bệnh nhân ha. Nó làm khá đơn giản và dễ hiểu và tụi em thấy mình phân biệt được tách bạch hai thứ rồi đó ha. Nếu là Steven Johnson thì diện tích nó nhỏ hơn 10%, nếu là qua hội chứng TEN tức là nó nặng hơn thì nó sẽ sao, hơn 30%, còn ở giữa thì là cái hội chứng chồng lấp. Tới mức mà Steven Johnson là đã có chỉ định nhập viện rồi ha, còn tới TEN đó là tụi em có chỉ định cho bệnh nhân nằm phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Tại vì sao, với một cái hàng rào da mà hồi Y3 là chị dạy lớp này luôn đúng không, bài cấu tạo da đó, mình hiểu da nó là gì, một cái cơ quan mà nó bảo vệ cơ thể, nó tạo ra cái hình dáng bên ngoài. Nếu mà nó đã tổn thương một cái mức độ nghiêm trọng hơn 30% diện tích cơ thể và bị trượt lở thì sao? Nguy cơ này, mất nước, mất điện giải rồi sao? Nguy cơ nhiễm trùng quá cao luôn ha. Cho nên nói những trường hợp này phải cho bệnh nhân nằm những cái phòng săn sóc đặc biệt để mình chăm sóc tốt thì sao? Hạn chế những cái biến chứng và cái tình trạng này nó có thể gây tử vong đó tụi em. Nó gây vô những cái tình trạng sốc nhiễm trùng luôn ha. Chứ không phải đơn giản, cho nên đây là một cái hội chứng mà chị muốn nhấn mạnh hơn và chị cho tụi em coi về nó kỹ hơn là vì vậy, vì cái khá thường gặp và cái tính nguy hiểm của nó, để mai mốt mình có làm bất cứ chuyên khoa nào không phải da liễu thì mình gặp nó mình cũng biết cái cách để mình nhận diện nó và mình xử lý kịp thời cho bệnh nhân.
Như vậy, kết thúc cái bài này thì mình sẽ nói về cái phần tiếp cận ha. Như vậy, một bệnh nhân đến với em vì cái triệu chứng là ngứa phát ban thì mình phải hỏi lại về những cái triệu chứng khác nữa của bệnh nhân, chứ không phải ngứa phát ban rồi cho coi đi rồi mình chẩn đoán ra. Không phải đơn giản như vậy. Nếu làm cách kia em vẫn có thể chẩn đoán được khoảng 60-70% bệnh nhân, nhưng em sẽ bỏ sót rất là nhiều. Và một người bác sĩ mà cái lâm sàng tốt hay không là dựa vô cái độ tỉ mỉ và cái độ nhạy đó, để mình nhìn nhận được cái vấn đề của bệnh nhân nó đầy đủ hơn thì mình điều trị nó hiệu quả hơn ha. Thì ngoài cái triệu chứng ngứa phát ban đó, mình bắt đầu khai thác tiếp, nó là có sốt, có ớn lạnh, có mệt mỏi gì không, có đau khớp, đau cơ hay là nặng hơn thì có triệu chứng khó thở gì không. Sau đó khi khám thì em sẽ coi cái gì, cái sốt này nó ở mức độ như thế nào ha, rồi bệnh nhân này có nhịp nhanh hay là nhịp nhẹ khó bắt không, hoặc là cái huyết áp có huyết áp kẹt không để của cái, hoặc là huyết áp khó đo hay không, của cái sốc, tình trạng sốc hay không ha, rồi đánh giá người có nổi hạch hay không, rồi nhịp thở như thế nào, có thở nhanh hay không. Những cái có nhiều trường hợp phù mạch đó tụi em, nó làm phù nề hết cái phần miệng và cái thanh khí quản của bệnh nhân, nó gây khó thở luôn, và cái này là phải cấp cứu luôn á ha. Và sao khám tổng quan hết, khám da nè, lật cái lòng bàn kỹ ha, khám da, khám lật cái lòng bàn tay, lòng bàn chân ra xem, rồi sao khám da liễu nữa, là cần phải quan trọng nữa là gì, cái niêm mạc nữa ha. Như Seven Johnson em thấy nó tổn thương niêm mạc nè, mắt, mũi, miệng, thậm chí là ở đường sinh dục cũng bị tổn thương luôn. Và này nó sẽ liên quan tới chuyện là mình điều trị cho bệnh nhân nó tốt hay không nữa ha. Và sắc sau đó thì em mới bắt đầu em đi sâu vào, em tiếp cận với cái loại sang thương da và em mô tả cái sang thương đó để em coi thử nó thuộc cái nhóm nào, có mức độ nguy hiểm như thế nào luôn. Ngoài ra khi tiếp cận thì em sẽ khai thác cho chị thêm về cái tiền căn thật là kỹ. Bởi vì ngoài cái chuyện thuốc uống á, thì bệnh nhân có thể bị dẫn do những cái nguyên nhân khác nữa, chứ do những cái thuốc ở dùng cái đường khác nữa, chứ không phải chỉ có thuốc uống nha. Có thể là thuốc thoa nè, thuốc tim, hoặc thuốc xịt mũi. Nhưng bệnh thuốc tim là như bây giờ mình hay nghe cái tim ngừa COVID đó ha. Đó, mấy cái tim ngừa đó cũng phải xem đó. Rồi mỹ phẩm cũng có thể gây ra, hoặc là một cái nữa em biết chị thường, chị cũng khá hay gặp, nhưng mà bệnh nhân thường thường lờ nó đi và hỏi thuốc, họ nói là không có. Đó là gì em biết không, những cái thực phẩm chức năng, tại theo họ trên cái hộp nó luôn luôn nó cũng ghi rồi ha, đây không phải là thuốc, nhưng mà thực ra có một số cái nguyên liệu của nó có thể kích hoạt cái phản ứng của cơ thể mình đó. Và thứ tự thời gian xuất hiện, bắt đầu như thế, bắt đầu bị gì, sốt trước rồi bao nhiêu lâu nổi qua cái ban, rồi bao nhiêu lâu qua, hoặc là bao nhiêu lâu khi nào thì bị loét miệng, rồi khi nào tróc vẩy rồi gì đó, thì mình sẽ đánh giá cái thứ tự thời gian. Ngoài ra mình đánh giá cái bệnh nền của bệnh nhân ha. Rồi một cái nữa cần phải lưu ý nữa là cái tiền căn, những cái lần trước họ bị có bị dị ứng như thế này bao giờ chưa, hoặc là gia đình họ có ai bị những cái tình trạng dị ứng thuốc mà đe dọa tính mạng chưa. Sau đó em sẽ đi phân biệt cho những cái trường hợp gì, nó sốt xong phát ban thì em phải loại trừ qua những cái phát ban do siêu vi, vi khuẩn nó khác gì không, hoặc là những cái bệnh da nguyên phát như cái trường hợp mà mụn mủ cấp tính hồi nãy đó. Với cái mụn mủ đó vào thì cái việc đầu tiên hết em phải phân biệt nó là do thuốc hay là một cái bẫy nến mủ nó bùng phát lên do thuốc. Tại vì có những bệnh nhân họ đang bị bẫy nến bình thường, hoặc là có những bệnh nhân họ không có bị biểu hiện bẫy nến trước đó luôn, nhưng mà họ uống những cái thuốc không phù hợp, nó cũng có thể kích thích lên, nó gây ra bẫy nến mủ toàn thân, thì mình phải chẩn đoán phân biệt với cái bệnh da nguyên phát. Và đối với những trường hợp bệnh nhân này mình nói rồi đó ha, thì mình sẽ làm cái gì, xét nghiệm để đánh giá cái mức độ trầm trọng và cái tổn thương cơ quan của bệnh nhân, cho bệnh nhân làm công thức máu, men gan ha, chức năng thận, yêm đồ, tổng phân tích nước tiểu, thậm chí những bệnh nhân nào mà già lớn tuổi mà lại có khó thở, có mệt nhiều nữa phải sao, đo điện tim thì họ có kèm theo cái, tại vì sao mình sẽ tránh cái trường hợp là mình nhầm lẫn giữa một cái bệnh nhân có thể khó thở do cái nguyên nhân khác mà cái da nó chỉ là cái phụ thôi, mình không bỏ sót vấn đề. Ngoài ra có những cái xét nghiệm khác chuyên sâu hơn, như những trường hợp mà những cái ca khó như là TSH, ANA trong lupus, hoặc là phải sinh thiết da để chẩn đoán phân biệt nó rõ ràng hơn. Và cái nguyên tắc điều trị thì cái bài hồi nãy chị thấy nó đã nói rất là đầy đủ rồi, mình chỉ lặp lại thôi. Cái quan trọng hàng đầu hết sẽ là cái gì? Ngưng thuốc nghi ngờ ha. Đó là cái cứu mạng bệnh nhân đó tụi em. Ngoài ra cái gì? Chăm sóc da ha, giữ vệ sinh để đề phòng nhiễm trùng. Nâng đỡ tổng trạng, mình thấy rồi, cái da là cái hàng rào bảo vệ mà bây giờ nó bị tổn thương thì bệnh nhân sẽ dễ bị gì? Mất nước, mất điện giải, bù nước, bù điện giải ha. Ngoài ra những cái thuốc có thể hỗ trợ thêm như là thuốc kháng histamine, mình thấy cái cơ chế của nó trong cái video đầu tiên chị chiếu đó là một cái chuyện rất là quan trọng cho cái chuyện gì, nó kích thích các cái tương bào nó tiết ra histamine, cho nên những cái thuốc kháng histamine này nó sẽ làm giảm nhanh những cái triệu chứng khó chịu của bệnh nhân tụi em, ví dụ như là khò khèm, bị sổ mũi, hoặc là ngứa ha, thì nó là mày đây,
cái kháng histamine này nó sẽ đáp ứng rất nhanh. Rồi cho bệnh nhân tắm ấm để dịu da ha. Dùng những cái lotion để chống ngứa, có thể dùng cái corticoid tại chỗ. Corticoid mà tụi em soạn qua cái bài Benfigert á, tụi em sẽ thấy cái vai trò của cái corticoid tại chỗ nó cũng rất là quan trọng. Ngoài ra những trường hợp nặng toàn thân thì mình có thể dùng corticoid không chỉ định rộng rãi. Tại sao? Bệnh nhân đã bị tổn thương da nhiều rồi, cái nguy cơ nhiễm trùng của họ cao rồi, bây giờ mình đánh cọt vô nữa là sao? Cái nguy cơ mà họ bị bội nhiễm nó lại càng cao hơn nữa. Cho nên mình chỉ dùng cho những cái trường hợp mà mình đánh giá là nặng, nguy hiểm tính mạng, chứ không phải trường hợp nào vô mình cũng đánh cọt như là một cái vũ khí đầu tay thì không phải ha. Giống như bây giờ cái điều trị COVID, nếu mà bạn nào có tìm hiểu thử cũng thấy đó, cái cọt nó có vai trò rất là quan trọng để phòng ngừa cái cơn bão cytokine. Nhưng mà không phải cái nào vô mình cũng đánh, mình cũng dùng, giống như người ta nói là dùng cái xe tăng mà bắn ruồi á, tại nó mạnh quá đúng không? Nhiều khi ruồi chết nhưng mà cái cơ quan xung quanh nó cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là trong cái COVID đi, nếu tụi em đánh cái cọt sớm và mạnh quá thì sao? Trong cái giai đoạn mà virus nó đang nhân lên thì người ta nghiên cứu là nó có nguy cơ làm cho cái giai đoạn nhân lên nó mạnh mẽ hơn, thì nó lại có tác dụng xấu cho bệnh nhân. Cho nên không phải lúc nào mình cũng đánh cái mạnh nhất là tốt nhất đâu ha. Rồi, bài hôm nay khởi đầu dặn dò rồi nữa thì nó hơi dài. Mấy bài sau thì trình bày thì hy vọng là nó sẽ ngắn gọn hơn ha. Mấy bạn có thắc mắc gì về bài giảng hôm nay không? Này bị hôn mê hết rồi. Rồi, bạn Đăng, em hỏi đi. Dạ, em chào chị ạ. À, cái để phân biệt giữa Johnson với Ten đó chị, thì người ta dùng vào cái phần trăm diện da bị tổn thương, vậy thì làm sao để xác định được cái phần trăm đó? À, cái phần trăm đó em, bọn em có học bài bổng chưa? Có học bài bổng không? Có nhớ cái cách phân độ của bệnh nhân bỏng không? Các bạn nào nhớ không? Nếu bạn nào nhớ là nhóm trưởng tích vô dấu cộng vô cho chị nè. Phân độ bệnh nhân bỏng dựa theo gì? Nhớ không? Cái diện tích nhớ căn cứ theo gì không? Có 4 độ. Nó sẽ có dựa theo độ sâu và dựa theo gì? Cái diện tích độ bỏng nữa ha. Thì sao? Cái phân độ mà trên cái diện tích đó, thì cái này nó cũng tính theo cái diện tích tương tự vậy đó em. Cho nên bạn này thắc mắc hợp lý ha. Tức là bỏng là mình sẽ dựa vô cái mức độ sâu đúng không? Có bóng nước độ không, và thứ hai nữa mình dựa vô cái diện tích da bị tổn thương. Thì cái này nó cũng tính cái nguyên tắc cái diện tích da giống y chang như vậy đó. Có bạn nào nhớ không? Là quy tắc số 9 gì đúng không chị? Ừ, chính xác. Dựa vô cái gì? Nhớ không? Cái lòng bàn tay đó. Rồi, có một thứ để hôm nay tập lại nữa rồi đó. Ha. Nhưng bạn nó thắc mắc đó là hợp lý. Nãy giờ mình nghe đúng không? Nói, vậy bây giờ em mới lần đầu tiên em làm thì làm sao em biết được đó là cái nguyên tắc như thế nào, hoặc là cái diện tích nó tính như thế nào ha? Còn nhớ không? Còn có bạn nào nhớ không? Thôi có gì sẽ bạn Huỳnh gì nè. Em nhớ không? Nói lại cho mấy bạn nghe nè. Dạ thì em cái diện tích mà độ bỏng á, thì nó tính theo như cái đầu á, thì là 9%, còn ngực bụng đúng. Thì mỗi cái 9%, hai cái là 18%, tay á, thì mỗi cái 4.5%, còn cơ quan sinh dục thì 1%, còn chân thì 9%, mỗi bên 9%. Rồi. Mỗi bên chín, một chi trên là 9%, một chi dưới là 18% lần em. Chi nó sẽ chia ra mặt trước mặt sau, nhưng mà bạn nhớ gần như là chính xác rồi đó. Đó là cái gì? Cái phương pháp của người ta gọi là phương pháp con số 9 đó ha. Rồi cái chương bổng này biết thầy nào dạy, thầy nào biết chắc buồn lắm đây. 90% lớp đã cho nó vào kỷ niệm rồi. Rồi bạn nhóm trưởng của bạn hồi nãy vừa mới phát biểu á, tích vô cộng cho chị nha. Thấy chưa? Điểm cao không khó đúng không? Phát biểu cái là có điểm rồi. Em ghi chú cộng vô cho chị bạn vừa nãy vừa rồi nha. Thì cái phương pháp số 9 là gì em? Đầu mặt cổ bị tổn thương là 9% ha. Như cái cô nãy chị chiếu cái hình mà bị cái môi và bị nguyên cái mặt đó là 9% rồi đó. Thân trước 18%, thân sau và hai mông 18%, gấp đôi lên ha. Rồi cái gì? Một tay là 9, còn cái chân mình thấy rõ ràng cái chân dài, cái chân diện tích nó nhiều hơn cái tay mà, thì cái chân nó sẽ gấp đôi lên ha. Còn lại 99% rồi, tới 1% cuối cùng là bộ phận sinh dục ngoài ha. Nên câu hỏi của bạn hồi nãy là rất là hay, để em biết được đó là cứ nói 10, 20, 30 gì đó, nhưng mà em không biết tính diện tích sao hết thì em đâu có xác định được đâu, cho nên cái đó là hợp lý. Thì đó là một câu hỏi rất là hay. Mình sẽ dựa trên cái diện tích tổn thương, tại vì bây giờ mình học lý thuyết thì mình thấy 10, 30 tối biết tôi chỉ là những con số thôi.
Nhưng mà khi em là người bác sĩ trực tiếp khám cái bệnh nhân đó thì em mới thấy cái vấn đề nó phức tạp hơn. Tức là sao? Em phải xử trí như thế nào cho bệnh nhân này tốt nhất cho họ ha. Nếu mà dưới 10% em cho bệnh nhân nằm phòng ngoài được, nhưng mà đã nhiều hơn, thậm chí chỉ cần hội chứng chồng lấp thôi đã, mà bên bệnh viện da liễu là tụi em sẽ không gặp bệnh nhân đó rồi, tại vì bệnh nhân đã vô phòng săn sóc đặc biệt luôn rồi để tránh cái trường hợp bị bội nhiễm. Rồi, nên câu hỏi nãy giờ là chứng tỏ là có nghe bài đó, không bị ngủ gật đó ha, mừng quá. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Rồi, nếu không thắc mắc thì mình sẽ thảo luận coi thử là vấn đề thứ nhất là khi nào bắt đầu trình chuyên đề. Vấn đề thứ hai là bây giờ cái nhóm 3, nhóm 4 của lớp IC á, thì mấy bạn sẽ soạn bài viêm da cơ địa với viêm da tiếp xúc thôi, hay là soạn viêm da cơ địa và lupus để mấy bạn khác học được nhiều hơn. Cho ý kiến của thường dân đi, không cần lắm lớp trưởng nữa ha, tại vì nó phải công bằng nên mình sẽ gọi ngẫu nhiên ha. Hay sao, hay tụi em có thống nhất được với nhau chưa? Nhóm trưởng nhóm 3 với nhóm 4 đâu? Dạ em. Rồi. Tại mình càng soạn nhiều ha, mình càng soạn phong phú á, thì cái lượng kiến thức mình học được nhiều hơn, mình học với nhau, mình xử với nhau nhiều hơn. Đúng không? Thì sao? Có đồng ý soạn thêm bài lupus không? Hay là muốn tách bài kia ra? Thôi soạn luôn bài lupus cho các bạn học đi ha. Chị sẽ cho nhóm em trình cuối, nhóm 4 đó trình cuối cùng mà, đúng không? Khuyến mãi hấp dẫn còn gì, đúng không? Dạ. Rồi. Dạ dạ. Sao? Vậy chị có giới hạn thời gian là tụi em sẽ soạn trong bao lâu không chị? Tại lupus nó cũng rộng đó chị. Rộng nhưng mà tụi em nói kiến thức cơ bản gọn thôi, chứ đâu có nói dài quá ha. Để mấy bạn đi lâm sàng, mấy bạn nhìn, mấy bạn biết. Thì chia ra làm gì? Thể hệ thống, cấp, bán cấp, mạng sao ha. Rồi xét nghiệm nói qua thôi. Tại vì cái này chị nghĩ là những cái chuyên khoa khác tụi em cũng có gặp mà. Nhưng mà này thì mình sẽ sao? Đưa nhiều cái hình ảnh về da hơn để mấy bạn học được nhiều hơn. Dạ. Cho khuyến mãi cho soạn nhóm cuối đó, tức là sẽ rơi vô thứ bảy hoặc chủ nhật luôn rồi ha. Dạ. Rồi đồng ý ha. Rồi hoan hô để cho mấy bạn học được nhiều hơn, thì mai mốt có dịp cái thời gian đi lâm sàng của mình nó ngắn thì mình cũng không bị mất bài nhiều. Rồi vậy bắt đầu trình chuyên đề, mấy bạn muốn thứ mấy mình bắt đầu được, thứ tư hay thứ năm? Thôi bây giờ thống nhất ý kiến đi rồi bạn lớp trưởng lớp y thường đi ha. Mấy bạn sẽ nhắn, lại cho chị, tại vì cái đó là của lớp y thường sẵn trước ha. Được không? Dạ được. Rồi có gì nhắn với chị rồi chị hẹn cái giờ rồi mấy bạn thông báo cho cả lớp ha. Rồi sao dạ, mấy đứa nhìn camera mà nó giao tiếp bằng ánh mắt hay sao mà thấy nó cười với nhau rồi mặt nó vui đó. Ai con tắt hả? Nhìn vô ánh mắt là hiểu ý dạ, nhau nó nói gì luôn. Sao? Bạn định hỏi gì hả? Chị ơi, em hỏi xíu là cái lịch trình của tụi em là sẽ theo thời khóa biểu đúng không chị? Hay là tùy từng buổi mà? Thôi, theo cái nhóm 1, 2, 3, 4 mà nãy chị nói đó ha. Theo cái thứ tự bài mà nãy chị nói đó. Được không? Theo nhóm 1, 2, 3, 4 cứ vậy tiến bước. Hiểu, vâng. Dạ rồi. Chị ơi. Giờ cho em hỏi là lúc nãy nhóm 3 với nhóm 4 đó, tức là có thêm một chuyên đề lupus, tức là nhóm 4 sẽ làm lupus còn nhóm 3 sẽ làm cả viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc không chị? Tụi em nói chính về viêm da cơ địa đi. Viêm da tiếp xúc có gì tụi chị chỉ thêm cho tụi em. Dạ, là làm viêm da cơ địa. Cảm ơn chị. Chị ơi, chị cho em hỏi lại một lần nữa là cái gì tụi em trình chuyên đề là trình với chị hay là trình với cái giảng viên ạ? Trình với chị chứ, tại vì phải có một người nghe tụi em để có ý gì chưa đúng thì tụi em chị góp ý lại với tụi em ha. Với lại để chị còn có chị xuất hiện cho tụi nó sợ, chứ nếu không có khi là có mình người trình với cái nhóm trình nghe thôi đó em, giờ là không tin ai được rồi đúng không? Vậy là vậy chị sẽ hỏi một cái nữa là vậy là ví dụ hôm đó là vừa có bài học vừa có bài trình gì sao chị? Chị sẽ xếp cho tụi em giờ khác nhau. Bây giờ đang được học online nè, thì khảo sát ngắn thử coi thử cái nhịp sinh học của tụi em là thức khuya dậy thức khuya dậy sớm à? Không, không có bao giờ không có chuyện thức khuya dậy sớm rồi đúng không? Phải là thức khuya dậy trễ hay là ngủ sớm dậy sớm? Dạ
để mình chọn cái múi giờ cho bọn nó tỉnh táo ha. Dạ thì cứ theo lịch của phòng đào tạo là cứ 8 giờ tụi em bắt đầu học. Tại chị sợ nhiều đứa nó chưa tỉnh ngủ thôi. Dạ. Dạ. Hiền dễ sợ chọc đó mà nó cũng dạ hiền lành. Rồi, cho nên cái giờ á tụi em, chị nói đùa thôi ha. Cái giờ thì do mấy bác sĩ kia thì chị đã xếp cái lịch được đó là vô 2 giờ chiều rồi. Thì cái buổi sáng mình có thể học sớm, tụi em nghỉ sớm hoặc là mình học qua giờ giấc chiều tối cũng được, nói chung linh hoạt thôi ha. Thì cứ báo lại cho chị cái ngày rồi chị xếp cái giờ cho tụi em. Được không? Học giờ như hôm nay thì chắc là hơi bị ở bụng nè, đường huyết bắt đầu giảm rồi. Nên thôi nghỉ đi ăn ha. Bạn nhóm trưởng có nhiệm vụ là sau buổi học bạn nốt lại thôi, cuối đợt bạn hãy gửi cho chị là hôm nay bạn nào vắng là cái thứ nhất, đó là phạt những đứa nào hư ha. Thứ hai, bạn phát biểu hồi nãy mà cái câu bổng á là trọng thưởng liền, đúng không? Dạ. À, có một cái bạn phát biểu mà cái gì đó, cái nhiễm trùng á cộng 0.5 nữa, ý nhỏ thì cho 0.5. Rồi, ghi chú cái đó lại giùm chị ha. Dạ. Rồi thôi tụi em nghỉ đi ha. Dạ rồi, cảm ơn chị, em cho chị ạ.